Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Four. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Four nào, hãy gọi điện cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường đang chuẩn bị bàn giao chiếc xe Four Aires phiên bản Titanium 2 cầu màu ghi xám cực kỳ đẹp. Hôm nay Cường muốn quay cái màu xe này để chia sẻ đến quý khách hàng về cái màu ghi xám trên chiếc xe Four Aires sẽ như thế nào, để cho quý khách hàng đang có nhu cầu mua Ford Aires nhưng mình chưa dự định được cái màu mình sẽ mua là màu gì, thì thông qua các video của Cường, quý khách hàng hoàn toàn có thể ngồi ở nhà ăn cơm cùng với lại gia đình để tham khảo xem mình nên chọn màu xe gì. Bởi vì Cường biết được tâm lý của rất nhiều khách hàng, không phải ai cũng có thời gian lên showroom xem xe, đường xá xa xôi không có tiện, hoặc là nhiều khi mình lên showroom mình cũng không thể nào mình xem được tất cả các màu. Cho nên là thông qua những video kiểu như thế này, Cường hy vọng sẽ giúp ích được cho quý khách hàng trong vấn đề là lựa chọn màu sắc. Công nhận mà nói, đối với chiếc xe Ford Aires mà có cái màu ghi xám này, phải nói nhìn cái xe nó rất là cứng. Đẹp xấu thì Cường chưa dám nói đến, bởi vì đẹp xấu thì tùy vào gu của từng người. Nhưng nhìn cái màu ghi ảnh thép này, cái màu nó ảnh lên, nhìn cái xe rất là cứng cáp, nhìn nó điềm đạm, nhìn nó rất là thanh lịch vậy. Còn có thể thì nhiều khách hàng chọn màu theo kiểu sở thích, phong thủy cá nhân, tính chất công việc vân vân, cho nên Cường cũng không dám nói nó đẹp nhất mà cũng không dám nói nó xấu nhất. Chỉ có cái màu phù hợp với chúng ta nhất thì sẽ chắc chắn là cái màu đẹp nhất. Thì trên Ford Aires cũng vậy, đối với cái màu ghi xám này, Cường thấy nó là một cái màu mà nhìn cái xe nó rất là cứng cáp, nhìn nó sạch, nhìn nó sang, và kiểu như là cái màu mà mang ra ngoài nắng nó ánh cái ánh thép lên, nó nhìn rất là đẹp các bạn. Nên là các bạn chọn màu xe gì hãy chia sẻ cho Cường cũng biết nha. Còn có rất nhiều màu trên Ford Aires, ví dụ như là màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu nâu, màu ghi xám, màu bạc. Có rất nhiều màu sắc cho quý khách hàng lựa chọn. Đây chỉ là một trong những cái video mà Cường làm về màu của Ford Aires. Quý khách hàng hoàn toàn có thể vô kênh YouTube của Cường để xem lại những cái bài review chi tiết về ngoại thất, nội thất, cảm giác lái hay là từng màu xe. Cường đều làm video đầy đủ để chia sẻ đến quý khách hàng, để cho quý khách hàng có những cái nhìn nó chân thực nhất. Kể cả quý khách hàng đang ngồi ở nhà hoàn toàn có thể là tưởng tượng được hoặc là hình dung được chiếc xe này nó có phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình hay không. Đối với Ford Aires thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn màu nội thất cho phiên bản Titanium là màu đen hoặc là màu nâu hoạt dẻ. Đối với chiếc xe này là màu đen, thì màu đen quý khách hàng lựa chọn lên đến khoảng 90% màu nội thất đó, bởi vì cái màu đen thì nhìn cái tông màu nội thất nó sẽ rất là liền lạc từ trong ra ngoài, nó không có bị ví dụ như là màu nâu hạt dẻ thì cái ghế da là màu nâu, nhưng mà những cái phần tapi ốp trang trí thì vẫn là màu đen, thì màu nâu nó có vẻ là nó sáng hơn, nhìn nó có vẻ là nó hiện đại, nó sang trọng hơn. Nhưng mà nói về xét về cái độ liền lạc và cái độ gọi là thẩm mỹ, thì Cường thấy cái màu đen này nó cho chúng ta một cái cảm giác là cái không gian của bên trong xe nó liền lạc hơn là màu nâu hoặc dẻ. Ok, cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề sẽ có nha.